ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Anh ăn không có hết đâu, đưa anh vậy uổng lắm, để tôi bán cho người khác. Em muốn mua mà, em mua về cho dòng họ em ăn. Dòng họ em không ăn, em cho hàng xóm ăn. Nếu anh thích tôi tặng anh một gói xôi. Anh tặng xôi cho em. Ừ, nhận đi đừng có ngại. Coi như làm quen. Thôi tôi đi nha. Cho người ta kịch bạc, người ta chưa biết nick Facebook mà. À, phía sau gói xôi này có số điện thoại của tôi. Anh chỉ cần đánh vô là biết nick Facebook của tôi. Là tên gì? Hoàng tử xôi Việt, mét 86 muối. Thôi tôi đi nha. Trời ơi, mét 86 muối nữa. Quá đáng quá. Em nói nghe nè, sao tự nhiên thầy Tâm tâm sự cái chuyện đời tư cho hai người nghe vậy? Người đâu biết đâu. Hả? Ê, có khi nào do tụi tôi chăm sóc thầy kỹ quá thầy xúc động không? Đúng không? Nhưng mà dạo này trên để ý là thầy Tâm có cái chuyện gì á, bởi vì tâm trạng dữ lắm. Ê, nói nghe nè mấy người. Tôi mới phát hiện ra một bí mật động trời. Nhưng gì vậy? Cái bí mật này một mình tôi biết thôi nha. Ui ghê vậy. Muốn tôi mật mí không? Nói đi. Nói đi. Biết bí mật về ai không? Ai? Ai? Về thầy Tâm. Nói nha. Nhưng mà người hứa với tôi là biết rồi để đó, không có được kể cho ai nghe nha. Okay. Chuyện mà này mà tới tay thầy Tâm một cái là chết tôi đó. Biết rồi. Không được kể nha. Nói lẹ đi. Thật ra thầy Tâm đó là như vậy. Là sao? Không hiểu hả? Không. Là vậy nè. Hả? Bóng hả? Hey, thầy Tâm bóng chứ tôi không có bóng. Trời ơi, cái gì mà thấy ghê quá vậy? Có cái gì đâu mà thấy ghê, trời ơi, làm gì quảng hốt vậy? Chuyện này là tôi biết lâu rồi. Hả? Sao mày biết? Tôi nghe ba tôi kể. Hả? Thầy Tâm là em họ của tôi mà. Hả? Trời ơi, sao đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? Không tin được luôn á. Thì bởi vậy, cái vấn đề là như vậy, hiểu không? Mà hả, nó có một cái ngặt nổi là mẹ thầy Tâm chưa có biết chuyện này. Ôi, hiểu không? Cho nên là bây giờ hả, giống như là ba tôi đang kiếm vợ cho thầy Tâm. Trời ơi, sao quan nghiệt vậy? Ôi, vậy không được đâu. Thêm một cái bất ngờ nữa nè. Sao? Thầy Tâm đang giống như là đang thích một cái anh hot boy bán xôi nào đó. Mấy ngày nay là buồn rầu liên tục. Hèn chi nha, mấy bữa nay đi học không hề thấy thầy Tâm ăn xôi. Thì đó, bình thường là ngày nào thầy cũng ăn xôi. Trời ơi, đúng là ngoài tiên liệu luôn đó. Anh Trọng, nhìn thẳng vô mắt em. Anh hãy nói, anh thẳng hay không? Gì vậy trời? Thì nói đi. Xin lỗi Phương nha Phương, nhìn tôi nhỏ như vậy nhưng mà tôi rất là khỏe nha. Bây giờ không tin đúng không? Đi. Ủa, đi đâu ạ? Test thử. Trời ơi. Chứ bây giờ tự nhiên giỡn hoài à. Nhưng mà tôi hỏi nè, cái chuyện mà thầy Tâm bị bóng đó thì có liên quan gì tới cái chuyện mà thầy ủ dột mấy cái ngày hôm nay? Ủ dột hả? Thì tôi cũng không có biết lý do gì sao nữa. Nhưng mà cái chuyện này gia đình thầy Tâm biết hết chưa? Gia đình đó hả? Gia đình thì biết hết, chỉ có mẹ thầy Tâm là chưa biết thôi. Tội nghiệp bắt gái quá. Căng là căng cái chỗ đó đó. Trời ơi, giờ sao? Thầy Tâm kìa, thầy Tâm kìa. Tôi không thích bà mặc một lời đâu nha. Đâu? Cam Phật. Anh uống
gì kêu đi em bao. Buồn quá không muốn uống. Chị mà buồn. Thôi buồn lắm. Buồn cái chi? Bị đuổi việc buồn lắm. Nắng mà bị người ta đuổi. Không biết nữa. Chắc tại thấy anh đẹp trai hơn nó đuổi. Kỳ quá. Bởi vậy giờ nhiều người kỳ lắm, ghen ăn tức ở em biết không? À. Mà anh nghĩ vậy nè, anh bị đuổi việc rồi chắc anh về anh bán xôi lại quá. Không được. Anh mà bán xôi là anh trở thành hot boy bán xôi. Như lựa gãi bu vô em không chịu. Kệ người ta đi, người ta thích bu người ta bu, miễn là anh không bu người ta được rồi. Không, em không cho cho. Không cho chứ biết làm sao giờ, không cho cũng phải cho thôi. Anh kiếm nghề khác đi, không được đâu. Làm nghề gì giờ, anh nhờ em cho anh học tài xế, anh biết lái xe vậy thôi chứ anh có biết làm nghề gì nữa đâu. Anh làm tài xế đi. Làm tài xế mà giờ bị đuổi hoài rồi, giờ sao được, cứ làm công cho người ta là bị đuổi hoài. Thì mình làm công, mình làm thuê cho người ta, mình phải chịu thôi. Không chịu, bây giờ anh không muốn chịu cái thân phận làm công nữa. Anh tính vậy em coi được không ha? Đúng. Anh tính mua xe hơi. Mua xe hơi cái anh tự lái luôn, hoặc là anh cho thuê, anh lái dịch vụ đó. Được không, được không? Ôi, tiền đâu mà anh mua? Thì đó chuyện của anh. Mấy em cho anh mượn một chút được không? Cái gì? Mượn, anh mượn chứ anh đâu có xin em đâu mà em sợ. Mượn, vay á. Bao nhiêu? Thì cũng thường thường cỡ trăm mấy chục triệu à. Ôi, em không đủ mà. Sao không đủ được em? Không đủ mà. Cho anh mượn anh trả ban đầu thôi. Anh trả mấy đợt đầu rồi cái anh góp từ từ á. Anh trả lại cho em rồi trả lãi nữa. Anh mua trả góp. Có trăm mấy chục triệu mà em cũng không cho anh mượn được sao? Em kỳ quá. Quá đáng lắm luôn. Được rồi. Để em tính cho. Được không? Được. Tính nha. Ừ. Sẵn tiện giúp anh thêm vụ này nha. Vụ gì? Em làm hồ sơ vay giùm anh luôn đi. Em nó đăng ký rồi, sao em... anh không làm? Em đứng ra em vay giùm đi, tại là em có việc làm nè. Em có nhà, có cửa đàng hoàng. Còn anh không có công ăn việc làm, người ta đâu có cho anh vay. Hiểu không? Cái đó là chỉ là đứng tên hình thức vậy thôi. Tiền anh vẫn trả cho em, anh mượn em mà. Anh đâu có lấy luôn đâu. Nhớ trả gì chưa? Trời, nhớ rồi. Vậy ha, giúp anh nha. Ừ. Thấy thương quá, cảm ơn nha. Honey. Sao không à? Thiệt. Mà sao? Em có chuyện này em muốn nói với anh đi. Muốn anh nói chuyện phải, gì cũng được. Anh phải giúp em. À, giúp được hết, miễn là em giúp anh là anh giúp em được hết luôn. Mẹ em bắt em lấy vợ. Mẹ em bắt em lấy vợ. Ừ. Có chuyện động trời vậy sao? Làm sao xảy ra chuyện đó được? Không, em không muốn lấy vợ mà. Thì đó, bởi vậy em nói thẳng với mẹ em luôn đi. Em không muốn lấy vợ. Để cho bà ấy cắn lưỡi bà ấy chết đi. Vậy chứ giờ tính sao? Em có kể chuyện này với một người. Dạ. Yeah. Hy vọng là người ta giúp em được. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia.